Ngay đây, đừng tìm kiếm nơi nào khác. Phật pháp ngay đây, đừng tìm kiếm nơi nào khác. Đó là cái đề tài tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Tại sao chúng tôi nói đề tài này? Bởi vì đọc trong kinh Pháp Bảo Đàn, trong cái bài Vô Tướng Tụng, Lục Tổ ngài có nói nguyên văn chữ Hán là: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khát tợ tầm thố giác. Ngài nói rằng Phật pháp ở ngay nơi thế gian này, ngoài thế gian ra thì không có cái gì để giác ngộ hết. Nếu ngoài thế gian mà tìm sự giác ngộ giống như là người tìm lông rùa sừng thỏ vậy, không là cái lời nói rỗng, nói suông chứ không có lẽ thực. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ từ Phật đến Tổ thấy được tất cả lẽ thật ngay trong thế gian này, cho nên các ngài mới tuyên bố, mới chỉ dạy cho chúng ta thì chúng ta hiểu, thấm nhuần được, đem ứng dụng cho cuộc sống. Như vậy là chúng ta tu, mà cái tu đó chính là việc thiết thực cần yếu cho cuộc đời của chúng ta, chứ không phải những chuyện gì bâng quơ bên ngoài. Do đó cho nên chư Phật chư Tổ đều nói Phật pháp tại thế gian. Còn nếu dẫn xa hơn nữa thì tôi nói và tôi nhớ để nhắc cho quý vị nghe, lúc tôi còn nhỏ học lớp sơ đẳng thì tôi phải thuộc lòng kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Thì cái điều thứ nhất chúng tôi còn nhớ, trong đó dạy nguyên văn chữ Hán: thế gian vô thường, quốc độ nguy túy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đó. Thì như vậy trong kinh Phật cũng nói thẳng cái việc ở trong thế gian này và chỉ cho chúng ta biết cái cõi nước chúng ta đang ở và thân của chúng ta đang sống nó như thế nào, nhìn cho rõ, biết cho kỹ thì đó là chúng ta được giác ngộ, cái giác ngộ thứ nhất. Như vậy thì Lục Tổ Huệ Năng đã chỉ cho chúng ta thấy rõ Phật pháp ngay thế gian này, đừng tìm kiếm ở nơi nào, đừng mong mỏi chờ đợi ở đâu, mà chính ngay thế gian chúng ta phải nhận thấy để mà giác ngộ. Thì trong kinh Phật cũng dạy ngay trong thế gian này mà chúng ta thấy được cái lý vô thường. Rồi ngay trong cái thế gian này chúng ta biết cái thân tứ đại này là khổ, là không, và thân năm ấm này là vô ngã. Đó là chúng ta giác ngộ. Thì thế gian và cái thân tứ đại, thân năm ấm là cái chuyện ngay hiện tại, ngay trong cuộc đời này, chứ không phải chuyện ở đâu xa vời. Nhưng mà tôi biết những từ chuyên môn tôi dùng đó, e quý Phật tử mới nghe không hiểu, thì tôi sẽ thứ tự giải thích cho quý vị thấy cái giá trị của Phật, của Tổ nói hết sức là rõ ràng. Bởi vì lâu nay chúng ta tu, chúng ta có quan niệm hơi hão huyền một chút, là cứ nghĩ rằng mình tu rồi cúng Phật, cầu Phật, lại Phật, rồi lúc đó Phật đâu ở trên mây xanh gì đó sẽ ban phước cho mình. Như vậy là tu ra có giác ngộ không? Không giác ngộ chút nào hết, mà chỉ là nặng lòng tín ngưỡng, tin một bậc bề trên sẵn sàng ban phước xuống quả cho mình, thì cái điều đó
đã trái hẳn với Phật dạy. Tại sao? Vì Đức Phật đã từng tuyên bố rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Như vậy thì Ngài không ban phước xuống quả cho ta, cho chúng ta, thì chúng ta cầu làm sao được? Bởi vậy cho nên lời Phật dạy là chỉ thẳng lẽ thực, chỉ thẳng chân lý trong cuộc đời này, trong thế gian này, cho chúng ta biết, mà biết được lẽ thật, biết được chân lý, đem ứng dụng cho cuộc sống thì chúng ta lợi ích vô cùng. Chúng ta sẽ thoát khỏi bao nhiêu điều khổ đau. Do đó cho nên người tu Phật phải lấy cái giác ngộ làm căn bản. Rồi giác ngộ cái gì? Giác ngộ thế gian là vô thường, hay giác ngộ Phật pháp là tại thế gian chứ không có ở đâu xa. Như vậy thì Phật pháp tại thế gian chúng ta phải nhìn, phải hiểu và phải thấu đáo thì chúng ta mới biết cái quý, cái cao cả của Phật pháp. Chứ còn muốn tìm cái giác ngộ ở đâu đâu thì cái đó là cái giác ngộ không có lẽ thật, là giác ngộ rỗng. Rồi Phật cũng dạy, ngay nơi thế gian này chúng ta thấy nó là vô thường, đó là chúng ta đã giác ngộ. Như vậy thì quý vị, tôi sẽ đi thứ tự: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, giảng cho quý vị thấy rõ. Đó là cái điều giác ngộ thứ nhất mà tất cả người tu Phật ai ai cũng phải hiểu và ai ai cũng phải thấm nhuần. Như vậy thì thế gian vô thường, quý vị nghĩ sao? Thế gian tức là chỉ thẳng trong cuộc đời này, cả thời gian, không gian hay là muôn sự muôn vật trong thế gian là vô thường. Vô thường là sao? Là luôn luôn biến đổi, luôn luôn xê dịch, chứ không có dừng, không có đứng ở một chỗ. Từ con người cho tới muôn vật luôn luôn là chuyển biến, luôn luôn là đổi thay, chứ không có bao giờ nguyên vẹn, trước sau là một, mà lúc nào cũng phải đổi thay. Đó là vô thường. Như vậy thì nếu chúng ta hiểu vô thường thì chúng ta có được cái lợi gì? Như hiện giờ quý vị ai cũng biết mình thế nào rồi, cũng đến ngày già, đến ngày chết. Như vậy thì đang sống, đang mạnh khỏe mà chúng ta biết rằng ngày mai kia sẽ già sẽ chết, thì như vậy từ ngày nay cho tới mai kia đó, nó luôn luôn là biến đổi. Từ một con người khỏe mạnh biến thành người già yếu, rồi đổi thành một người bỏ xác, không còn biết, không còn được tự do như lúc mình sống nữa. Như vậy thì đó là một cái sự chuyển biến không thể nào nghi ngờ. Nhưng mà rất thương người thế gian chúng ta bị mê lầm, cho nên trong cái chuyển biến đó mà cứ ảo tưởng rằng mình không chuyển biến. Đối với cái thân mình mà quý vị ai đó chừng đôi ba năm gặp, cái nói anh mình hôm nay già quá, nghe nói có buồn không? Buồn liền, phải không? Như vậy thì sự chuyển biến là cái khẳng định, là một lẽ thật, mà sao nghe nói già cái buồn? Như vậy cái buồn đó là tại ở đâu? Là tại mình cứ ngỡ rằng mình cứ như xưa, lúc nào cũng khỏe, cũng mạnh và cũng trẻ trung hoài. Nhưng mà luật vô thường nó có tha chúng ta đâu? Trẻ rồi sẽ già, nhưng mà già rồi thì sẽ tới cái gì nữa? Tới chết. Như vậy thì chúng ta nghe bà con thân quyến nói cái anh đó
cái chị đó năm nay bộ yếu rồi, sợ sống không lâu, mà nếu cái lời nói đó mà lọt vào tai mình buồn không? À, nghe nói mình sẽ chết chứ là buồn. Mấy người đó ăn nói vô duyên quá, phải không? Muốn người ta cứ nói mình sống hoài, muốn người ta khen mình trẻ hoài. Như vậy cái muốn đó là hiểu lý vô thường hay không hiểu? Vì không hiểu lý vô thường cho nên mình ôm ấp, mình mong đợi, mình tưởng tượng rằng mình sẽ sống lâu, mình sẽ khỏe mạnh. Cho nên khi ngã cơn đau cái thì buồn bực khổ sở, khi mà sắp chết thì lúc đó than thở rên rỉ, rồi tất cả cái buồn bực nó dồn dập. Cho nên chết làm cái hết sức khổ. Còn nếu quý vị hiểu rõ thân này là vô thường, ngày nay khỏe mạnh, mai kia nó đau ốm là chuyện thường. Cho nên hôm nào đó mình đang mạnh mà ngã đau thì buồn không? Mình cười phải, thân này là vô thường, Phật nói rồi, thì mạnh là phải đau chứ có gì đâu, phải không? Hiểu vậy rồi đau mà không thèm sợ đau, mà đau không sợ đau tức là bớt khổ. Rồi khi nào đó mình lớn tuổi rồi, người chung quanh nhìn á, à năm nay anh hay chị hoặc cô hay bác già rồi đó, năm nay già nhiều, nghe nói vậy cái mình cười phải, thì có sanh thì phải có già chứ có gì đâu, chuyện đó là chuyện thường. Rồi mai kia mình có hơi bệnh chút ít thì người ta nói cái cô đó hay là cái anh đó sắp chết, thì nghe vậy mình sẽ nói sao? Nó lẽ đó là lẽ thật mà, bệnh rồi phải chết, ai mà tránh khỏi. Như vậy thì hiểu được cái lý vô thường, chúng ta ứng dụng thì mọi cái lo buồn vô nghĩa nó không còn nữa, mà nó lại hiện cho chúng ta thấy những cái tướng không tốt không vui đó, mình coi nó là cái thường sự không quan trọng gì hết, thì cuộc sống chúng ta vững bền yên ổn, cho tới giờ nhắm mắt cũng là yên ổn, không có một chút sợ sệt, không một chút lo buồn. Chúng ta không sợ, chúng ta không buồn thì sẽ chết sớm hay là chết muộn? Nếu sống mà bệnh mình không sợ, chết mình không sợ thì tâm hồn mình mới vững vàng. Vững vàng thì uống thuốc mau mạnh, sống lâu thêm. Còn nếu đau cái sợ chết, nương nớp thì sợ chết, mà càng sợ thì bệnh nó càng tăng, như vậy còn chết sớm hơn chút nữa. Đó, như vậy thì quý vị nghĩ hiểu Phật pháp thì chúng ta có lợi nhiều ít. Tự mình thảnh thơi, rồi những người chung quanh mình thấy mình già, thấy mình bệnh, thấy mình sắp chết mà mình vẫn tỉnh táo sáng suốt thì họ cũng bớt buồn bớt khổ. Còn nếu mình cứ rên rỉ than thở sợ chết thì họ càng nóng lòng, họ càng xót ruột hơn. Như vậy thì chính mình đã được an mà làm cho thân quyến mình cũng an, đó là nhờ cái hiểu được lý vô thường của đạo. Còn thêm chuyện nữa, nhiều người, nhất là mấy chú thanh niên còn trẻ đó, nghĩ thế này: nếu mình thương ai, mình mến ai, thì cái tình thương mến đó nó sẽ lâu dài, mãi mãi. Cho nên thế gian thường dùng cái từ gọi là thề non hẹn biển, nghĩa là sao? Thề với nhau rằng dù non mòn, dù biển cạn, chứ còn cái tâm đó, cái lòng đó không có đổi thay. Mà là thề đó, quý vị tin không? Dám tin không? Vậy mà nhiều khi ta ngớ ngẩn thì cứ tin. Bây giờ tôi nói cái thí dụ, thí dụ như một người thanh niên, một cô thiếu nữ, hai người mến thương nhau, rồi thề non hẹn biển đủ thứ hết. Nhưng khi mà kết hôn rồi một vài năm, người thanh niên đó phát giác bị bệnh ung thư phổi,
thì cái cô thiếu nữ đó có vui hay buồn? Buồn là có cái lòng thương trước nó còn nguyên hay nó có giảm bớt? Chắc là bị giảm liền. Ngược lại, một cô thiếu nữ với anh chàng thanh niên, bây giờ sau khi kết hôn rồi vài ba năm, cái cô thiếu nữ liền phát giác ra bị bệnh cùi, thì anh thanh niên đó sao? Còn thương y nguyên như trước hay là đổi thai? Thì tự nhiên phải đổi thai. Như vậy thì cái tình thương đó nó theo thời gian, nó theo hoàn cảnh, luôn luôn đổi thay, chứ không có nguyên vẹn như thuở ban đầu tưởng tượng. Nhưng mà người đời cứ tưởng rằng việc đó là phải như vậy, trước sau là một. Nhưng mà gặp cái đổi thay cái sao? Như hồi cô thiếu nữ chưa phát giác bệnh cùi thì chàng thanh niên thương nhiều, nhưng mà phát giác bệnh cùi cái lơ là bớt thương, thì cô thiếu nữ sẽ sao? Sẽ buồn, sẽ tủi, tại sao người đó không giữ lời hứa? Nhưng mà không ngờ rằng cái lời hứa trước ở hoàn cảnh khác, rồi ngày nay đổi hoàn cảnh khác thì tự nhiên lời hứa nó cũng bay theo. Như vậy thì nếu mình biết rằng cái tâm vô thường, con người ngày nay có thể là thương, nhưng mà ngày mai cũng có thể là ghét, tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, chứ không nên tưởng tượng trước sau như một. Cái đó là tưởng tượng chứ không có sự thật, bởi vì con người tâm trạng luôn luôn là biến đổi, mà biến đổi tức là vô thường, mà mình cứ tưởng nó thường, cho nên rồi thất vọng, rồi buồn khổ. Đó là cái hiểu sai lầm. Chứ nếu mình hiểu được lý vô thường thì người kia trước thương mình bao nhiêu, bây giờ giảm đi thì mình cũng cười thôi. Phải, tâm trạng con người là vô thường, có gì đâu quan trọng, phải không? Hoặc người đó ngày xưa thương mình 100%, mà ngày nay đổi lại ghét mình 100%, thì mình cũng sao? Cũng cười thôi. Lòng dạ người là vô thường. Rõ được lý vô thường rồi thì mọi cái đổi thay nó đến như mình, cười mà không buồn, không giận ai hết. Như vậy có khỏe không? Có an ổn không? Còn gì không hiểu được lý vô thường, cố chấp phải ngày xưa thế nào ngày nay cũng thế ấy, mà cố chấp như vậy rồi thấy không giống cái buồn, buồn rồi khổ, khổ rồi thêm nhiều chuyện sanh ra không tốt. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái giá trị hiểu được cái lý vô thường trong cuộc đời. Như vậy thì thế gian là vô thường, cho nên con người vô thường, sự vật là vô thường, cái điều đó không nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà trong kinh Bát Đại Nhân Giác lại nói thêm: thế gian vô thường, còn quốc độ thì nguy túy, tức là cái cõi nước lại là giòn bở, lại dễ bị tan nát hay là dễ bị đổi thay. Ai nhìn cái quả địa cầu của mình ở cũng ngỡ rằng nó to, nó lớn, nó vững bền, không bao giờ có cái gì làm cho nó hư hại, làm cho nó phải đổi thay. Nhưng mà sự thật với cái nhìn của Đức Phật, thấy cái quả địa cầu này nó có bốn thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thành, thời kỳ thứ hai là trụ, thời kỳ thứ ba là hoại, đến thời kỳ thứ tư là không. Thành, trụ, hoại, không là bốn tướng của cái quả địa cầu. Cho nên ngày nay chúng ta thấy như vậy, nhưng mai kia có khi nó phải đổi thay, rồi nó sanh ra những cái tướng khác. Rồi con người chúng ta thì chỉ bốn tướng: sanh, già, bệnh, chết. Đó, rồi Đức Phật thấy tường tận vậy. Mà đổi thay đó gọi là vô thường. Con người là vô thường, quả địa cầu cũng là vô thường,
chứ không có cái gì bền vững hết. Nhưng mà khi nói quả địa cầu vô thường rồi thì trong kinh lại nói thêm tứ đại này là khổ. À, mình mang cái thân tứ đại là đất, nước, gió, lửa, bốn chất nó hợp lại thành. Như quý vị thấy, hiện tại chúng ta ở trong thân nó có xương, lông, râu, tóc vân vân, thì cái đó là chất cứng thì thuộc về đất. Rồi máu, huyết, mồ hôi vân vân, đó là chất ướt thuộc về nước. Rồi hơi thở ra vô, đó là chất động thuộc về gió. Hơi ấm trong người thuộc về lửa. Như vậy thì thân này có đủ bốn thứ đất, nước, gió, lửa ở đầy đủ ở trong. Mà bốn chất đó nó nguyên vẹn hay nó đổi thay? Bốn chất đó nó cũng đổi thay luôn. Nó đổi thay nhưng mà nó tồn tại là nhờ đổi cái này thì mình mượn cái khác vào thế. Đó, cứ như vậy mà đổi mượn, đổi mượn, cái trong loại ra, cứ mượn cái khác đem vào. Như vậy thì cả một cuộc đời mình đều là sự chuyển biến vô thường của tứ đại. Mà chuyển biến đó Đức Phật gọi là khổ. Quý vị thấy khổ không? Giờ đây tôi nói cái thí dụ cho quý vị thấy rõ cái khổ của mình. Hiện giờ chúng ta sống cứ nghĩ mình ăn, mình uống, mình thở, đó là cái tự nhiên. Ăn, uống, thở là cái tự nhiên. Nhưng mà nhìn với con mắt của người giác ngộ thì sự ăn, uống, thở đó là một sự đổi thay của tứ đại thôi. Tứ đại trong, thí dụ mình mượn một tách nước vô mình uống, uống chừng vài ba tiếng đồng hồ sau thì sao? Giữ hoài hay là nó phải thải ra? Như vậy thì mình có được nước đem vô để bổ túc cho cái cơ thể này. Thì khi vô bổ túc rồi thì cái nước cũ trong đó phải sao? Phải thải ra. Như vậy mượn vô thải ra. Mà khi mượn vô ở trong nó thiếu là mình không có nước để mượn, lúc đó có khổ không? Rất là khổ, khát nước mà không có nước uống khổ không? Tự nhiên là khổ. Cần thiếu mà không có cái để mượn thì đó là cái khổ. Nhưng giờ mượn vô đầy trong đó rồi, tới chừng thải ra thải được có khổ không? Khổ không? Chắc phải kêu xe cứu thương chở tới bệnh viện liền, phải không? Thì như vậy thì rõ ràng mượn vô thiếu không được, mà chứa trong đó thải ra không được cũng khổ. Mượn vô khổ, trả ra khổ. Giờ đó tôi mới nói nước, bây giờ đất. Mình tâm thân này nó có chất đất, mà chất đất đó là lấy cái gì để thay đổi? Đó là những thức ăn, là cơm, là tất cả cái món rau quả vân vân, ăn vô để rồi thế cho cái chất đất ở trong. Như vậy thì đem cái đồ, những cái chất tinh ba của đất vô trong người mình, đó gọi là mượn. Vô đó rồi thì nó bù bổ lại những cái cũ, nó loại ra, thải ra. Thì như vậy mượn vô, mà nếu khi nào tới cái giờ ăn ở trong nó thiếu mà không có ăn thì quý vị sao? Quý vị thấy dễ chịu không? Thiếu mà không có đem vô thì than khổ, đói quá chịu không nổi, phải không? À, đem vô thì vậy phải tìm đủ cách để có đem vô. Thế rồi khi đem vô được rồi, rồi lỡ bữa nào đó nó bế tắc đưa ra không được, rồi lúc đó sao? Cũng trở bệnh viện luôn, phải không? Như vậy thì chúng ta cứ mượn đem vô rồi trả ra, suôn sẻ. Khi mượn thì có, khi trả thì xong yên. Mượn trả đều, có và được yên, thì đó là hạnh phúc. Mượn trả mà trục trặc thì sao?
thì hiểm nguy, phải không? Như vậy thì lẽ thật của cuộc đời là một cuộc sống vay mượn tạm bợ, đổi thay luôn chứ có cái gì thực đâu. Đó là lý vô thường. Cho nên Phật nói tứ đại này là khổ, vì có nó cho nên mới mượn bù bổ vô. Còn cho tới cái hơi thở, quý vị thấy mình hít không khí vô, gọi đó là gì? Gọi là hít vô rồi thở cái không khí ra, gọi là thở ra. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Mượn trả, mượn trả, đều đều. Nếu chừng 5 phút không mượn hay là trả rồi mà không mượn thì lúc đó sao? Quý vị còn tồn tại không? 5 phút mà thở khì ra không hít vô nữa, sống được không? Thì như vậy có gì thiệt mình? Nếu thiệt mình thì phải nguyên vẹn, phải tự nó đủ. Còn này mượn trả mà thiếu cái là chết ngay. Thở khì ra là trả, trả hết rồi không mượn vô thì chết liền. Có cái gì đâu. Vậy mà nói mình là lâu dài, mình là thật đủ thứ hết. Đó là cái nghĩ lầm, nghĩ không đúng là thật. Cho nên Phật nói cái thân tứ đại này là khổ à. Rồi kế thân tứ đại này thì Phật lại nói ngũ ấm là vô ngã. Ngũ ấm là cái gì? Trong nhà Phật nói có hai phần. Một là sắc ấm, tức là thân tứ đại. Hai là thọ tưởng hành thức, là các tinh thần. Thọ là cảm giác, hành là suy tư, tưởng là tưởng tượng, thức là phân biệt. Tâm và thân luôn luôn là một cái dòng chuyển biến đổi thay, không có cái gì nguyên vẹn hết. Cho nên nó ngũ ấm là vô ngã, không có cái chủ thể. Như vậy thì qua bài kinh đó, nếu chúng ta hiểu sâu, thấu tường tận cái lý của Phật dạy thì gọi đó là chúng ta được giác ngộ. Quý vị thấy giác ngộ ở đâu? Ở ngay trong con người mình, ngay trên cảnh thế gian này, chứ đâu phải tìm kiếm ở đâu xa lạ. Đó là tôi dẫn để cho quý vị thấy cái giác ngộ là chúng ta giác ngộ ngay trên thế gian. Mà Phật Pháp là cái Pháp dạy chúng ta tu để được giác ngộ. Chữ Phật là chỉ cho giác. Nếu chúng ta tu là phải giác ngộ, mà giác ngộ là thấy được chân lý, biết được lẽ thật, cho nên chúng ta hết khổ. Nà, như vậy thì trên đường tu, chúng ta muốn hết khổ là chúng ta phải giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ ngay trên thế gian này, con người và muôn vật đều là một cái dòng sinh diệt biến đổi không dừng. Thấy được như vậy, hiểu như vậy thì chúng ta đã tỉnh, đã sáng rồi. Đó là tôi nói thế gian vô thường cho quý vị hiểu. Bây giờ tới phần thứ hai là ứng dụng cái lý nhân quả của đạo Phật vào cuộc sống. Vì đạo Phật luôn luôn nói thế gian các pháp là vô thường, rồi các pháp do nhân quả tạo thành, các pháp do duyên hợp thành nhân danh. Đó là cái pháp của Phật. Như vậy lý vô thường là lý Phật dạy, lý nhân quả là lý Phật dạy, và lý nhân duyên là lý Phật dạy. Thì bây giờ làm sao ứng dụng được cái lý nhân quả? Ở đây tôi nêu lên cho quý vị thấy, trong kinh Phật dạy rằng không có một sự vật gì ngẫu nhiên mà nó thành, mà luôn luôn phải có nhân rồi mới thành quả. Còn nếu không có nhân thì không bao giờ thành quả được. Như vậy thì cái nhân là cái ban đầu, mà cái quả là cái sau cùng. Như vậy thì chúng ta hiểu thế nào về lý nhân quả và ứng dụng tu như thế nào được cái lý nhân quả trong cuộc sống? Đây tôi đi từng một cho quý vị thấy. Trước hết
chúng ta ứng dụng nhân quả vào cái nghề nông của mình. Như quý vị làm nghề nông ở đây thì không có ít trồng lúa mà chỉ trồng cà phê, và muốn cho cà phê mình nó được cái thứ cà phê ngon, cà phê tốt, thì trước hết mình phải sao? Phải lựa giống, phải tìm giống tốt, giống ngon mình ương mình trồng. Mình được cái giống tốt, giống ngon rồi mình trồng thì ngày mai kia nó có trái sẽ là ngon, là tốt. Còn người làm ruộng, làm lúa thì muốn được lúa mình là cái thứ lúa ngon, lúa quý, thì trước cũng phải lựa giống ngon, giống quý. Từ cái giống đó mình gieo trồng, sao mới được cái kết quả là những thứ lúa ngon, lúa tốt. Thì như vậy, trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta phải biết sử dụng làm sao cái nhân tốt thì cái quả mới tốt, chứ không phải ngẫu nhiên rồi nó có cái tốt đó. Không bao giờ mình dùng cái giống xấu mà được cái kết quả tốt được hết. Đó là tôi nói gần nhất là cái nhà nông của chúng ta. Rồi kế đó là ứng dụng nhân quả vào trong cái thân tâm của mình. Nhiều khi Phật tử nghe Phật dạy nhân quả mà không biết ứng dụng để tu. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị thấy chúng ta nên ứng dụng nhân quả ngay nơi thân tâm mình. Như vậy thì thân mình làm việc gì, mình phải xét việc làm này là tốt, có lợi cho mọi người, hay là xấu, bị người ta chê, bị người ta khinh bỉ. Nếu là cái việc làm tốt được mọi người ưa thích, mọi người khen ngợi, thì chúng ta phải ráng làm. Còn nếu việc làm nào mà không có tốt, người ta chê ghét, thì phải tránh đi. Đó là biết tạo cái nhân lành, tránh cái nhân dữ cho thân. Tôi nói thí dụ cụ thể hơn. Thí dụ người ăn trộm khi cầm cái dao đi đào hầm nhà người ta, khoét vách nhà người ta, thì cái nhân đó là cái nhân gì? Nếu anh ăn trộm biết rõ đây là cái nhân ở tù, phải không? Thì anh biết vậy cái anh giật mình, anh không dám làm, thì anh khỏi ở tù. Còn nếu anh cố làm thì ngày nay nếu anh lấy được thì ngày khác anh cũng phải bị bắt, bị bắt thì ở tù. Thì cái đó mình biết rõ cái nhân không tốt thì phải ngừa, phải tránh. Còn nếu mà không biết rồi cứ làm, rồi tới khi bị bắt và kêu trời kêu đất than vang, thì có đó ai cứu mình được? Như vậy thì cái nhân xấu mình đã gieo, mình đã gây nên, thì quả xấu mình phải chịu, không ai chen vô được. Có chú ông trộm nào khi đi đào hầm khoét vách người ta, lấy đồ của người ta thì hăng hái, giờ tới chừng bị cảnh sát bắt đem vô khám, rồi bắt ở tù, rồi khi đó chấp tay niệm Phật, Phật cứu con, Phật cứu con, cầu hoài, Phật cứu được không? Nghĩa là khi người ta bắt nhốt trong tù rồi bắt cầu Phật cứu nổi không? Phật đâu có cứu được. Cái nhân mình đã tạo thì cái quả mình chịu, Phật không thể nào chen vào đó. Mà chen vào đó là chỉ nhắc cho mình tránh cái nhân, mà nhân mình không tránh thì cái quả làm sao cứu được. Như vậy thì quý vị mới thấy cái nhân mà chúng ta làm, chúng ta phải dè dặt, phải chọn lựa nhân nào là tốt, nhân nào là xấu, việc làm nào lợi mình lợi người, việc làm nào thương tổn cho người, dù có hại mình cũng không được làm. Thì đó là chúng ta khéo ứng dụng nhân quả để tu trong thân mình. Hai là ứng dụng nhân quả tu ở miệng của mình. Quý vị thấy những người hay nói xấu
nói bậy đối với những kẻ khác thì những người đó được nhiều người thương không? Nói xấu người này, nói bậy người kia, nói những cái điều không hay của những người trong làng, trong xóm mình, thì những người mà hay nói những điều đó thì tự nhiên xóm làng không ai ưa, ai cũng ghét, ai cũng khinh bỉ. Như vậy thì cái miệng mình không khéo, cho nên nó trở thành cái họa, mọi người không ưa mình. Mà nếu ở trong một xóm, một làng mà không ai ưa mình thì sống có dễ hay khó? Có được chút vui gì với xóm làng không? Như vậy thì chúng ta sống giữa mọi người mà vì cái miệng nói bậy, nói không đúng đó, mà sanh ra một cái điều ai nấy cũng không ưa, ai cũng ghét mình. Cho nên cuộc sống rất là cay đắng, rất là khổ sở. Mà thậm chí cái lời nói mình không có ngay thẳng, không có chân chính, còn có thể là bị người ta thưa gửi, còn có thể bị đánh đập là khác nữa. Vì vậy cho nên người Phật tử biết tu thì khi mình mở miệng nói lời gì với ai, mình phải biết lời nói này có lợi cho họ, đem sự tốt lành lại cho họ thì mình nói, lời đó nó có hại cho họ hoặc làm cho họ buồn phiền thì đừng nói. Đó là chúng ta biết tu ở miệng, dùng nhân quả ứng dụng tu ở miệng mình. Rồi tới cái ý, cái ý mình khi nghĩ chuyện này chuyện nọ, rồi nghĩ chuyện người này xấu, chuyện người kia bậy, vân vân, thấy ai mình cũng nghĩ bậy, nghĩ xấu cho họ hết. Thì như vậy mình nghĩ xấu, nghĩ bậy cho những người chung quanh thì những người chung quanh họ có thương mình không? Nếu mình nghĩ xấu, nghĩ bậy thì người ta cũng sẽ không ưa mình. Quý vị thấy, nghĩ là trong bụng mình, trong tâm ý của mình, mà làm sao người ta biết? Quý vị thấy người ta biết không? Bởi vì cái ý mình vừa khởi lên thì cái gương mặt mình nó cũng theo đó, phải không? Mình vừa nghĩ người này xấu thì cái gương mặt mình nhìn nó không có tươi chút nào hết, nó có cái vẻ hơi khinh. Còn mình nói người này là kẻ thù của mình thì thấy họ cái mặt mình nó cao có lại. Thì như vậy cho nên vừa nghĩ xấu, nghĩ bậy người ta thì cái gương mặt mình nó hiện ra hết. Mà hiện ra thì ta thấy mặt mình, ta biết trong lòng ưa hay là không ưa, phải không? Quý vị có thấy điều đó không? Rõ ràng vậy. Vì vậy mà cái ý mình nghĩ, ai tới mình cũng nghĩ tốt cho họ, ai tới mình cũng nghĩ cái phải, cái hay cho họ, thì thấy họ cái mình vui tươi, vui tươi thì họ có cảm tình ngay. Như vậy thì chúng ta sống ở trong cái xã hội, sống với mọi người mà chúng ta biết giữ cái ý, luôn luôn gieo cái nhân tốt thì cái quả tốt sẽ đến với chúng ta không nghi ngờ. Đó là tôi nói rằng ứng dụng nhân quả vào trong thân tâm của mình. Bây giờ đến cái nữa là ứng dụng nhân quả vào trong gia đình của mình. Quý vị thấy ở trong gia đình mà nếu người chồng hoặc người vợ mà có nghĩ xấu, người chồng nghĩ xấu cho người vợ, ngược lại người vợ nghĩ xấu cho người chồng, thì gia đình nó còn đầm ấm không? Chắc là hết đầm ấm, phải không? Mà muốn cho gia đình đầm ấm thì chồng vợ đều nghĩ tốt cho nhau. Chồng có nói cái gì, có làm gì mà mình không vừa lòng, mình cũng vẫn đừng nghĩ bậy, đừng nghĩ xấu, thì từ từ thông cảm nhau. Còn nếu vừa có một cái lời nói gì không như ý, cái liền nghĩ bậy, nghĩ xấu, thì đó là cái điều làm cho gia đình dễ tan nát. Như vậy thì sống ở trong gia đình cẩn thận, dè dặt, chứ đừng có bừa bãi. Nhiều người không biết, cứ nghĩ trong nhà muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, tưởng chừng như không có cái gì xảy ra vậy. Nhưng mà sự thật ở trong gia đình, sự tan nát nó không phải từ những việc lớn mà từ những cái nhỏ,
lời nói, ý nghĩ không khéo, không thiện, làm cho cái tâm của người bị nghĩ đó, bị nói đó, họ sẽ buồn bực. Mà từ cái buồn bực đó thì sao sanh ra những cái điều chia lìa nhau. Cho nên sống ở trong gia đình phải cẩn thận, phải dè dặt, đừng nghĩ bậy, đừng nói xấu những người thân của mình. Thì muốn cho con mình nó tốt, muốn cho con mình nó giỏi, thì chúng ta phải nhắc, phải dạy những cái nhân tốt cho nó, và mình phải chỉ cách cho nó học hành cho giỏi. Như vậy thì cái nhân tốt, phương pháp học tốt, thì con cái nó hay, nó giỏi và nó nên người. Như vậy thì ứng dụng nhân quả vào gia đình cho cuộc sống gia đình được bình an, được tốt đẹp, đó là cái điều hết sức quan trọng. Còn nói xa hơn là ứng dụng nhân quả vào trong xã hội. Ở thế gian thường có cái câu, khi ai gặp một cái tai nạn gì, người ta hay nói rằng tại người đó gieo gió rồi bây giờ gặt bão, phải không? Gieo gió gặt bão là sao? Tại mình gieo cái nhân xấu, cho nên bây giờ mình phải chịu cái quả xấu. Như vậy thì trong cái xã hội này, muốn cho mọi người chung quanh mình đều có cái tâm mến thương, đều có cái tâm quý trọng mình, thì mình phải xử sự, phải ăn nói, phải làm những cái gì cho nó tốt cho hết mọi người. Mình nói lành, mình làm lành, mình nghĩ lành, thì mọi người sẽ là tốt với mình hết. Còn nếu mình có cái chuyện gì mà gây sự, hoặc là oán thù, hoặc là mắng chửi, hoặc là đánh đập, đó là cái nhân xấu xa, thì người chung quanh họ sẽ không tha mình, rồi mình cũng sẽ đau khổ. Vì vậy mà người Phật tử là cái người biết tránh nhân ác, tu nhân lành từ thân miệng ý. Ở trong nhà, ở ngoài xã hội, chúng ta đều sử dụng như vậy, thì đời chúng ta sẽ được gặp những điều hay, điều tốt, chứ không có cái gì đau khổ. Ngược lại, chúng ta không biết tu như vậy, đó là chúng ta sẽ khổ, và chúng ta sẽ bị những người chung quanh ruồng bỏ, khinh bỉ chúng ta. Cho nên cái người Phật tử là cái người khéo tu, người biết tu. Khéo tu biết tu là tu ngay ở trong cái lý nhân quả, tu ngay ở trong cuộc đời, chứ không phải tìm đâu hết. Mà biết ứng dụng lý nhân quả như vậy, đó là cái người có giác, có tỉnh rồi. Đó là tôi nói ứng dụng nhân quả để mà tu hành. Bây giờ tới cái phần kế là ứng dụng lý nhân duyên để mà tu hành. Lý nhân duyên quý vị nghe như là cái gì khó, nhưng mà tôi thấy rõ ràng lý nhân duyên này người Việt Nam mình thấm nhuần hết sức là sâu, hết sức là đậm. Như cái việc tương giao, tương quan ở trong gia đình, như một người đó là nam hoặc là nữ mà thương một người khác, cha mẹ không bằng lòng mà họ cứ thương, thì những người hàng xóm nghe thấy như vậy sẽ khuyên cha mẹ người đó, khuyên làm sao?
thôi, tại tụi nó có duyên nợ với nhau, đừng có ngăn, tội chết, phải không? Như vậy thì khi mà họ đã có sự thương mến nhau mà cha mẹ không ưng, làm khó, ngăn trở, thì những người quen biết khuyên rằng vì họ có duyên nợ với nhau, bởi có duyên cho nên phải gặp để mà đền trả. Thí dụ như người nam thương một người nữ, mà người nữ đó dở, không có tài ba, thì cha mẹ sợ con mình sau này cực, thì hàng xóm nói nó là duyên nợ với nhau. Duyên bởi đã gieo duyên cho nên bây giờ gặp lại để trả nợ, là duyên nợ, tức là gieo duyên cho nên gặp lại, gặp lại để trả nợ. Thì nếu là cái nợ tốt hoặc là cái nợ xấu tùy đó mà trả, đừng có ngăn cản, đừng có làm trở ngại. Thì như vậy quý vị hiểu cái lý nhân duyên chưa? Nhân duyên là đã có duyên thì sẽ có cái sự trả lại với nhau, cho nên gọi là duyên nợ. Rồi nếu có người hai vợ chồng sống với nhau thời gian rồi họ ly dị, thì khi đó thì người chung quanh họ sẽ nói sao? Thì nói nó hết duyên nhau rồi, phải không? Nó hết duyên nhau rồi, hết duyên rồi thì cứ cho nó ly dị chứ có gì đâu ngăn cản. Như vậy thì còn duyên thì gặp nhau, sống với nhau để mà trả nợ, giờ hết duyên rồi thì trả rồi, chuyện đó là thường, không có gì lạ hết. Đó là nói cái chuyện duyên nợ để cho quý vị thấy. Nhưng mà nói chuyện duyên á, quý vị chưa có người chưa hiểu duyên là cái gì. Duyên tức là phàm một sự việc gì nó thành tựu, nó kết thành một cái hình dáng, kết thành một cái tâm thương ghét vân vân, đều là do cái duyên mà nó thành, chứ không phải ngẫu nhiên. Cái duyên đó là cái cớ hay là cái sự việc để rồi nó tụ hợp lại thành một cái hình thức khác, cho nên gọi đó là duyên. Nà, duyên tức là cái này có cho nên mới có cái kia, rồi hai ba cái nó hợp lại gọi là duyên. Mà tôi muốn nói đây để cho quý vị dễ hiểu thêm, như những người tu chúng ta, mà nhất là quý vị nhớ lại Đức Phật khi còn tại thế, Ngài mỗi sáng Ngài đắp y mang bát rồi liền quán xem coi ở đâu có người có duyên với Ngài, Ngài tới khất thực. Như vậy thì Ngài đi khất thực là để biết người chỗ đó có người có duyên để Ngài nhận bát cơm của họ và Ngài giáo hóa họ. Vì vậy đây tôi nói xa hơn chút, chúng ta thường hay nghe trong kinh nói rằng thời Đức Phật là cái thời chánh pháp, 100 người tu là 100 người chứng. Thời sau Đức Phật, sau 500 năm, gọi đó là thời tượng pháp, 100 người tu thì chỉ có một người chứng thôi. Còn thời chúng ta đây gọi là thời gì? Thời mạt pháp, một muôn người tu chưa được một người chứng nữa. Thì như vậy quý vị nghe có buồn không? Như vậy thì tại sao? Là bởi vì thời của Đức Phật trước khi Ngài đi khất thực hoặc đi đến chỗ nào giáo hóa, Ngài quán chiếu biết chỗ đó có những người đã từng gieo duyên với mình, thì đến đó nói cho họ nghe
nghe cho họ hiểu. Mà khi hiểu rồi thì Phật là người giác ngộ viên mãn, cho nên chỉ đâu đúng như cái tâm lý họ muốn. Vì vậy mà chỉ pháp tu đúng với bệnh, Phật tu liền kết quả. Cho nên 100 người thì chứng thấy 100. Rồi thời sau đó là đệ tử Phật, mà đệ tử hàng xa chứ không phải đệ tử gần, tức là 500 năm sau là Phật, đệ tử của Phật mà xa ngài. Cho nên cái người tu chứng nó bị suy giảm, bị yếu đi, cho nên đi giáo hóa người ta thì người đó mình không biết được cái duyên của họ, cho nên mình nói có cái trúng cái sai, và phải chỉ pháp tu có khi đúng khi không đúng với cái duyên của họ. Vì vậy mà 100 người được con người, hay là được 50 người, hay là 100 người được 50 người. Còn cái thời của mình đây thì hỏi cho quý thầy cũng như chúng tôi, đâu có ai biết mình có duyên với người nào, biết ai là cái người bệnh gì. Thành ra nghe rồi phỏng dò cũng như, như thầy thuốc mà không biết bắt mạch vậy đó. Rồi cứ hỏi bệnh nói gì liệu cho thuốc, trúng cũng được mà trật cũng được. Còn hồi xưa Phật và các vị thánh tăng thì biết rõ bệnh của người, chỉ đâu trúng đó, hoặc là 10 người cũng trúng được phân nửa. Còn mình bây giờ xạ không biết gì hết, cho nên rồi nhắm chừng cho thuốc, rồi nhiều khi thuốc nó không có kết quả. Vì vậy mà người tu thì nhiều mà kết quả thì ít. Như vậy thì không có gì lạ, là tại vì cái người tu thời chúng ta nó không có được kết quả trước, tức là không chứng đạo, cho nên rồi dạy người kết quả cũng ít. Đó là tôi nói rộng về cái lý nhân duyên. Bởi vì cái duyên của người tới cầu đạo mà ông thầy không nắm vững, không biết rõ, cho nên dạy nó có thể là sai, không kết quả. Như vậy thì đối với mọi người, chúng ta phải biết rõ cái nhân, cái duyên của họ thế nào. Mà nếu cái duyên đó chúng ta gợi trúng, gieo trúng thì kết quả sẽ trúng. Đó là tôi nói về cái phần ứng dụng nhân quả trong cái tương quan gia đình. Bây giờ ứng dụng nhân duyên trong cái tương quan xã hội. Quý vị chắc là ai cũng như ai đều biết rõ khi nào có người nói chuyện nghe cái mình thích, mình ưa, thì quý vị nói người đó nói sao? Người đó nói chuyện có duyên quá, phải không? Nghe nói mình ưa, mình thích, mà nhiều người ưa thích như vậy thì gọi đó là người đó có duyên. Còn người nào nói chuyện mình nghe mình bực bội, không thích, thì nói người đó sao? Nói vô duyên quá, phải không? Ăn nói vô duyên. Như vậy thì người có duyên với mình, cho nên họ nói mình nghe mình hợp. Còn người không có duyên với mình, họ nói mình nghe mình không ưa. Như vậy thì cái duyên đó, quý vị thấy tổ tiên chúng ta hiểu đạo Phật từ xưa tới giờ hết sức là rõ. Không bao giờ cái người không có liên hệ gì với mình mà mình lại có thể thân, có thể mến, có thể quý trọng được. Như vậy thì người mà mình thấy hoặc mình nghe liền thân, liền mến, liền quý trọng thì đó là có duyên với mình. Còn người mình thấy, mình nghe, mình không ưa, đó là sao? Là không có duyên với mình, phải không? Như vậy thì có duyên, không có duyên là quý vị đã hiểu được cái lý nhân duyên của Phật. Bởi không có duyên cho nên không muốn gần, không có duyên cho nên không ưa. Như vậy mà chúng ta đó, nghe nói vô duyên cái buồn không? Nếu mà anh nào chị nào đó lại nói chuyện cho bà con nghe
mới nói chuyện 5-10 câu đó, cái chú đó nói vô duyên quá. Cái thì cái người nói đó thì gương mặt có đổi không? Chắc không còn tươi tỉnh để mà nói nữa. Như vậy thì cái chữ duyên ở trong nhà Phật nó thấm nhuần ở trong ngôn ngữ của người Việt Nam. Người Việt Nam đã thấm được cái lý nhân duyên, cho nên rồi chúng ta xử sự, chúng ta nói năng với nhau rất là hợp với cái lý nhân duyên. Mà hợp cái lý nhân duyên thì quý vị thấy đó là chúng ta đã hiểu được một phần đạo lý. Như vậy thì chúng ta phải nghĩ thế nào để mà tạo cái duyên tốt, cái duyên lành để cho mọi người được mến thương, để cho mọi người được gần gũi. Bây giờ tôi nói cái duyên đối với tương giao với mọi người. Mình giờ mình đã biết cái duyên nó quan trọng, nó liên hệ, thì bây giờ làm sao trong cái cuộc sống này mình tạo được những cái duyên tốt đó? Thì muốn tạo được duyên tốt đó thì trước hết mình phải khởi cái tâm thương giúp đỡ những người khổ hơn mình. Cái người khổ hơn mình không phải nói người đói, người rách, mà nói người nào hoặc là bệnh hoạn, hoặc là xảy ra những tai họa gì, thì mình biết mình có khả năng tới đâu mình giúp đỡ tới đó. Mà mình giúp đỡ cái người chưa từng quen biết nhưng thấy họ khổ, mình thương, mình giúp, đó là mình gieo cái duyên lành với họ, mình gieo cái duyên tốt với họ. Như vậy thì tất cả những người ở trên này, dù ai quen, lạ, gần, xa, nếu mà họ gặp cái gì khổ, cái gì mà khả năng mình giúp được, mình sẵn sàng giúp. Biết người đó hồi đó giờ chưa có ràng buộc về cái phần liên hệ với chúng ta, nhưng vì tình thương mà mình giúp đỡ họ, đó là mình gieo cái duyên lành. Rồi kế đó nữa là mình tùy theo cái phần vật chất, cái gì mình có thể giúp được họ, hoặc họ thiếu, hoặc họ bệnh, mình giúp được họ thì mình nên giúp đỡ, đó là gieo duyên. Còn một cái quan trọng nữa là cái gieo duyên với chánh pháp. Tôi nhắc lại là Đức Phật ngài hồi xưa ngài đi khất thực, đi giáo hóa mọi người, đi gần những cái thửa ruộng ở cái vùng đất ven những cái đồi núi, ta đắp bờ giữ nước để làm ruộng, thì ngài liền chết của các thầy tỳ kheo. Bây giờ quý vị nhìn cái y của quý thầy tỳ kheo, nó có những cái gì? Có không phải giá mà có miếng dài, miếng ngắn, rồi có cái bờ đó. Cái bờ đó là chỉ cái bờ ruộng, rồi cái miếng ruộng đó như mẫu ruộng, mẫu dài, mẫu ngắn, vân vân. Mà tại sao Phật chế cái y như vậy? Thì trong cái từ nói về y thì thường dùng cái chữ phước điền y, thấy không? Cái y ruộng phước. Ruộng phước là sao? Nghĩa là một thầy tỳ kheo tu hành rồi ôm bát đi khất thực, người Phật tử thấy thương đem những thức ăn uống cúng cho, thì người Phật tử đó là gieo cái giống xuống cái ruộng phước. Mà ruộng phước đó là ruộng phước của thầy tỳ kheo, cho nên gọi là phước điền. Như vậy thì chúng ta chưa có duyên với Phật pháp, nhưng bây giờ thấy một người tu đạo Phật cần
đi xin, đi khất thực, mình đem quả chuối, trái cam, hoặc là mình đem những thức ăn mình cúng, thì đó là gieo duyên. Bây giờ các chùa Bắc Tông chúng ta không có đi khất thực, bây giờ quý vị muốn gieo duyên làm sao đây? Làm sao gieo duyên? Thì ở chùa có cái thùng, để là thùng gì? Thùng công đức hay là thùng tam bảo. Mình đem một số tiền ít nhưng với lòng thành, mình cúng dường tam bảo. Mà cúng dường tam bảo đó là gieo cái duyên với tam bảo, với Phật Pháp. Như vậy thì Phật tử hay không phải Phật tử mà muốn gieo duyên với đạo Phật, muốn gieo duyên với tam bảo, thì dùng phương tiện hoặc là tiền hoặc là vật thực vân vân đến cúng dường, đó là cách gieo duyên, gieo duyên với tam bảo. Còn như chúng tôi đi giảng đi dạy nơi này nơi kia, quý vị thấy tôi làm gì? Đó là chúng tôi cũng gieo duyên. Gieo duyên với ai? Gieo duyên với quý Phật tử. Có những Phật tử đã từng giảng, đã từng biết đạo, mà cũng có những Phật tử mới đi nghe một hai lần, hoặc là mới một lần, nhưng mà khi nghe chúng tôi giảng, giải thích rồi hiểu, hiểu đó là gieo duyên với quý vị đó bằng cách là giảng chánh pháp, đem chánh pháp mà giải cho mọi người, mọi người hiểu để tu, đó là gieo duyên, chứ không có gì lạ hết. Bởi vậy cho mọi người tu rồi, ở lãnh vực nào cũng đều làm được cái việc gieo duyên á, gieo duyên bằng cách này hoặc gieo duyên bằng cách khác, đó là cái ý nghĩa. Giờ nói tới cái lý nhân duyên, tức là nó cái sự kết hợp. Tôi nói thí dụ như cái đồng hồ trên bàn, cái đồng hồ này cái gì làm ra? Nếu có người nói cái đồng hồ là gì? Cái kim. Thì có người nói là những cái của nó, những cái chân. Thì mỗi cái đồ đều phải đổi gì từ cái người tất cả các loại loại như vậy mà trong đó 99 người hay là 9.999 người tốt, rồi có một số người xấu, thì cái xã hội đó cũng chưa có hoàn bị, cũng chưa hoàn toàn tốt. Mà muốn tốt thì tất cả mọi người phải tốt. Cũng như cái đồng hồ này, muốn cho nó tốt thì mọi bộ phận trong đó đều phải tốt. Nếu một cây chốt nhỏ hay là một cây kim mà nó bị sút hoặc là nó bị đứt thì cái đồng hồ còn xài được không? Đó. Các bộ phận khác tốt mà một cây nhỏ nó không tốt thì cũng hư. Cũng vậy, từ một gia đình, cha mẹ, anh em, con cái, mà nếu cha mẹ tốt, anh em tốt mà có đứa con nó không tốt thì gia đình nó toàn hảo chưa? Cũng chưa. Vì vậy mà chúng ta phải xây dựng nhau trên cái tình đoàn kết chung lo, mỗi người góp một phần trong cái tốt đẹp đó thì xã hội sẽ tốt đẹp. Mỗi người góp một phần trong cái tốt đẹp thì gia đình mới được tốt đẹp. Vì vậy mà nói lý nhân duyên là nói sự quần tụ đông đảo hợp lại thành. Mà đông đảo hợp lại thì mỗi cá nhân
đều phải tốt, chứ không phải chỉ một người hai người tốt là đủ. Đó là nói ứng dụng lý nhân duyên trong cái chuyện, trong việc sống của xã hội, trong việc sống của một quốc gia. Đó là tôi nói về cái sự ứng dụng nhân duyên qua những cái phần chính đó. Nhưng giờ nói hơi cao một chút, quý vị chịu khó nghe kỹ. Nói tới nhân duyên thì nói tới tánh không. Đó, cái này hơi cao một chút. Nhưng mà tại vì nhiều khi chúng ta không nắm vững danh từ nên thấy nó khó. Tánh không, tôi không biết sao gọi là tánh không. Chỉ tánh không là, chỉ tánh là nó không có sẵn à, nó không có sẵn nên gọi là tánh không. Tôi ví dụ như giờ tôi đưa cái tay lên, rồi tôi co năm ngón lại. Thì khi tôi co năm ngón lại, quý vị gọi cái này là gì? Gọi nó là gì? Ai cũng biết là nắm tay, phải không? Nắm tay. Như vậy thì trước khi tôi co năm ngón lại, có sẵn nắm tay không? Có không? Không có sẵn nắm tay. Co năm ngón lại mới thành nắm tay. Thì nắm tay này là tánh không. Tại sao? Vì nó không sẵn có. Nó không sẵn có, bởi năm ngón hợp lại mới có, cho nên gọi đó là tánh không. Thì chữ tánh là sẵn. Mà từ như cái nắm tay của tôi, rồi quý vị nhìn ra mọi sự vật xung quanh này, có cái gì trước nó sẵn không? Không có cái gì sẵn hết. Trước không có sẵn cái đồng hồ, nhờ các bộ phận đủ ráp lại thành đồng hồ. Trước không có sẵn cái nhà, nhờ cái duyên tụ hội lại đầy đủ thành cái nhà. Rồi trước không có một chiếc xe, nhờ duyên tụ hội đủ thành chiếc xe. Như vậy thì tất cả sự vật ở trên thế gian này trước đều không có cái sẵn, mà đợi duyên hợp mới có. Cho nên nói duyên hợp thì tánh không. Như vậy là tại lâu nay người ta cứ ngỡ chữ tánh là sao đó, không hiểu. Mà không hiểu chữ tánh thì tất nhiên là chúng ta sẽ thấy cái lý nhân duyên là khó khăn. Bây giờ tôi nói tất cả pháp duyên hợp là tánh không, bởi vì đợi duyên hợp mới có, mà trước không có sẵn có, đợi duyên mới có thì gọi đó là tánh không. Quý vị tạm hiểu chưa? Như vậy thì tánh không, nói rõ tánh không là nói trước không có sẵn, đợi duyên mới có, đó là tánh không. Mà cái gì đợi duyên hợp rồi mới có thì cái có đó nó làm sao? Nó thật hay nó giả? Cái gì đợi duyên hợp mới có thì cái đó có là có thật hay có giả? Nói gần nhất là cái đồng hồ này, đợi đủ duyên mới có thì đồng hồ này, thưa quý vị, nó là thiệt hay nó là giả? Chắc trăm người như một nói nó thiệt, phải không? Nó thiệt. Vậy nó thiệt cho nên mình đánh giá nó là tốt, là xấu, là mắc, là rẻ, vân vân. Nhưng mà nếu ai nói đồng hồ này giả thì quý vị chịu tin không? Chịu không? Chắc không chịu. Nhưng bây giờ kêu chú thợ đồng hồ đem con vít lại gỡ, gỡ hồi thành một mớ các cái dụng cụ hay các bộ phận để thành một đống, thì lúc đó còn cái đồng hồ không? Còn không? Như vậy thì cái có này là đợi đủ duyên mới có, mà nếu cái duyên đó mà tháo gỡ ra mất hết thì không có. Thì có như vậy là có thiệt hay có giả? Đó là có tạm bợ, có hư giả. Bởi tạm bợ hư giả cho nên khi mà nói tới nhân duyên á, thì biết rằng tất cả cái gì duyên hợp thì cái đó đều hư giả chứ không có thiệt. Bây giờ tôi thử đặt câu hỏi thì quý vị trả lời giùm coi. Bây giờ thân của chúng ta, thân của quý vị hiện tại đây là thiệt hay là giả?
Khá là dùm câu đó tôi coi. Có người chịu nói giả, mà mấy trăm người có người nói giả thôi à, phải không? Giả, giả nhiều. Thanh này nó giả, mà nếu biết thanh này nó giả mà lỡ nó tắt thở thì mình có sợ không? Nếu nó là giả thì còn, thì dùng tạm, có mất thì thôi, có gì sợ, phải không? Thì như vậy quý có sợ, quý vị có sợ chết không? Mình biết nó giả thì mình không có sợ chết, còn mình nói nó thiệt thì sợ mất, chứ không biết làm sao. Như vậy thì nó là giả thì không phải là quan trọng. Rồi từ cái thân mình biết là thân giả, rồi sự vật mình biết sự vật duyên hợp cũng là giả, thì sống giữa đời này sự được mất mình không có quan trọng. Mà được mất không quan trọng thì có gì đâu lo sợ, có gì đâu là buồn rầu. Như vậy thấy được lý nhân duyên thì chúng ta liền bớt khổ. Như vậy thì quý vị nhớ, trong kinh Bát Nhã, ở đây quý vị thuộc kinh Bát Nhã không? Bát Nhã tâm kinh chắc thuộc lòng rồi, phải không? Thì nếu thuộc lòng kinh Bát Nhã, tôi chỉ đọc lại một đoạn quý vị nghe coi quý vị nhớ không. Như trong kinh Bát Nhã có đoạn nói rằng: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ác, phải không? Nghĩa là người nào soi thấy thân năm uẩn này nó là không thiệt, tánh nó là không, bởi vì không có sẵn nên không thiệt, thì mọi khổ ách đều qua hết. Như vậy thì quý vị tụng lào lào Bát Nhã cả một bài dài mà khổ ách qua chưa? Qua chưa? Sao vậy? Nói là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là soi thấy thân năm uẩn này nó không thật, thì khổ nạn nào cũng qua. Mà chúng ta thuộc lào đọc hoài mà không qua. Tại sao? Tại vì chúng ta lầm, chúng ta lầm Bát Nhã nó chia làm tới ba phần: văn tự Bát Nhã, chiếu kiến, rồi cái chiếu kiến Bát Nhã, rồi cái thật tướng Bát Nhã. Mà văn tự Bát Nhã tức là chữ nghĩa mà chúng ta học thuộc lòng đó, đọc văn tự đó là văn tự Bát Nhã, thì chúng ta mới bước con bước, là nó là ba bước mới thành công. Mà mới bước con bước được văn tự cái hài lòng đọc hoài, không có tiến lên bước thứ hai là chiếu kiến. Chiếu kiến là soi thấy rõ thân năm uẩn mình không thiệt. Quý vị cứ thuộc lòng Bát Nhã tụng cho Phật nghe thôi à, có phải tụng Phật nghe không? Mỗi bữa tụng 3-4 biến Phật nghe đủ rồi, đó là tu nhiều, phải không? Mà quên nó trong cái dạy chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu là soi, kiến là thấy, soi thấy rõ thân năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức của mình, tánh nó là không, nó không thiệt. Thấy được như vậy là khổ ác nào cũng qua hết. Tại sao vậy? Nó đã không thiệt thì cái khổ thiệt không? Tôi nói ví dụ, bây giờ quý vị thấy thân năm uẩn này không thiệt, thì có ai chửi quý vị, quý vị có giận không? Cái thân không thiệt mà lại chửi thiệt đâu mà giận, phải không? Như vậy mà chửi không thiệt thì giả sử có ai đó nói nặng nói nhẹ hoặc khinh bỉ mình thì cũng đâu có thiệt mà khinh bỉ sợ, đâu có thiệt mà nói nặng nhẹ mình sợ, thì có khổ nào mà không quá, phải không? Như vậy thì quý vị chỉ bước công bước số 1 là văn tự Bát Nhã, mà không chịu bước công bước thứ 2 là chiếu kiến Bát Nhã, dùng cái trí tuệ mình soi thấy như vậy thì khổ ác nào cũng qua hết. Đó. Bởi vậy nên người tu Phật chúng ta gần đây á, nó có cái yếu là chỉ bước bước 1 thôi, đứng chỗ hoài, không bước lên bước thứ 2, mà dậm chân chỗ thì chừng nào tiến được. Bởi vậy cho nên mới có cái thí dụ nói rằng, như có những người
muốn qua sông thì cần bước xuống thuyền để qua sông, thì tới bến gặp chiếc thuyền mà chiếc thuyền đó không có ai bơi chèo hết. Người đó bước xuống thuyền rồi cái ngồi trên chiếc thuyền hoài, không chịu lấy dầm bơi, không chịu gác chèo chèo, ngồi hoài thì chừng nào qua sông được. Như vậy thì ngồi mãi dành trăm năm tới thuyền một cũng không qua sông được. Cho nên phải tới chặng thứ hai là xuống thuyền rồi chúng ta phải gây chèo, chúng ta phải cầm dầm bơi, có chèo có bơi thì thuyền mới qua bên kia. Qua bên kia rồi tới bờ, chúng ta lên bờ thì nó an toàn. Như vậy ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là xuống thuyền mà không có chèo bơi, ngồi chỗ. Trường hợp thứ hai là biết gai chèo hay là cầm dầm bơi. Trường hợp thứ ba là đến được bờ bên kia. Thì như vậy trường hợp thứ nhất là thí dụ cho văn tự Bát Nhã thuộc lòng, thuộc lào lào tụng hoài, mà tụng đó cũng như xuống được chiếc thuyền mà ngồi hoài không bơi không chèo, thì chiếc thuyền đó lâu ngày nó mục chắc mình cũng chìm luôn, phải không? Cho nên xuống được thuyền rồi thì phải cầm dầm bơi hoặc là gai chèo chèo, thì đó là chiếu kiến Bát Nhã. Chiếu kiến tức là soi thấy rõ ràng, nhờ tự chiếu kiến Bát Nhã thấy thân này không thiệt, cho nên rồi mình hết cái khổ ách, mà hết khổ ách cho nên mình được lên bờ. Đó, lên bờ gọi đó là thật tướng Bát Nhã. Như vậy thì từ cái Bát Nhã ban đầu là văn tử, bước qua cái Bát Nhã thứ hai là chiếu kiến, mới đến cái Bát Nhã thứ ba là thật tướng, mà thật tướng Bát Nhã tức là Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta tu, tu thì nhiều, tu thì lâu, mà đứng y có một chỗ thôi à, không chịu đi, phải không? Bây giờ quý vị nghĩ ai mà xuống thuyền ngồi hoài? Nó hỏi tại sao mà xuống thuyền ngồi đó? Nói tôi muốn qua sông. Nó qua sông tại sao không chèo không bơi? Nói đủ rồi, tôi ngồi đây được qua sông à. Nói vậy quý vị tin không? Quý vị khen người đó không? Không được. Nghĩa là xuống sông, lên thuyền mà muốn qua sông thì chúng ta phải chèo, phải bơi. Mà chèo bơi đó là chiếu kiến, đó là soi thấy rõ năm quẩn này nó không thiệt, mà từ soi thấy được như vậy rồi thì chúng ta mới có thể đi tới cái chỗ độ hết khổ ách, không có khổ ách nào còn hết. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật thường dùng cái thí dụ như bóng trong gương, như trăng đáy nước. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mình để cái gương sáng nhìn vô cái thấy mặt mày rõ ràng, thì mặt mày trong gương nó là thật có hay là thật không? Quý vị trả lời giùm tôi coi, thật có hay không? Nếu không ta cho thấy. Thường thường ta hay nói cái gì mắt thấy tai nghe đó là sự thật. Bây giờ mình nhìn trong gương thấy mặt mình rõ ràng đúng đó, mà nó không sao được. Bây giờ nói có thì sao? Úp cái gương lại thì kiếm ra không? Như vậy thì sự thể ở thế gian này nó giả có chứ không phải là không. Đó. Rồi Phật dùng thí dụ như trăng ở đáy nước. Chúng ta đứng bên bờ hồ, ngày rằm trăng soi bóng xuống dưới đáy nước, nhìn xuống đáy nước thì chúng ta thấy có trăng. Mặt trăng dưới đáy nước là thật hay là hư, là giả hay là thiệt, là có hay là không? Nghe hỏi khẳng định là có hay là không? Nếu có đưa tay thò móc lên được không? Quơ vớt có trúng không? Không có, mò không được, vớt không trúng thì nó có được không? Nhưng mà nói không, nhưng mà đứng ở trên nhìn thì thấy rõ ràng hiện tiền ở dưới, không sao được. Như vậy phải nói sao? Nghĩa là trên hư không
có mặt trăng, rồi dưới nước có, dưới hồ có nước trong, thì nước trong trên có mặt trăng thì cái ánh, cái bóng mặt trăng nó hiện ra. Như vậy thì đủ duyên ở trên, ở dưới hợp lại thì có bóng mặt trăng, mà mặt trăng đó là cái bóng không phải thiệt có mà cũng không phải thiệt không, thấy không? Không phải thiệt có mà cũng không phải thiệt không. Nếu ai nói thiệt có là trật, ai nói thiệt không cũng là trật luôn. Như vậy thì chúng ta thấy rõ muôn vật ở trong thế gian này đều là duyên hợp, thì không có cái thật có mà cũng không có cái thật không. Có là tạm có, là giả có, chứ không phải là không. Còn nếu nói thật thì nó còn hoài, nhưng mà còn một thời gian rồi nó bãi hoại, cho nên nó không thật có, không thật không. Mà ở thế gian này quý vị thấy chúng ta bàn luận cái gì thì đều đặt ra cái câu cái này có hay không, nghĩa là phải xác định nó là thật có hay là thật không. Nhưng mà nếu xác định vậy thì được thật hết. Như giờ đồng hồ này nó thật có thì thợ nó đem nó gỡ ra hồi cái chỉ một mớ những cái dụng cụ làm đồng hồ, chứ không có đồng hồ, phải không? Như vậy thì thật có mà rồi nó sẽ thành không, rồi nếu mà nói không thì ta ráp với cái đó lại cái thành đồng hồ. Như vậy thì cái sự có không ở giữa thế gian này nó không xác định là thực, mà chỉ nói có là tạm có, là giả có, chứ không phải là không. Như vậy hiểu được cái lý đó thì quý vị mới chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó, không có cái sẵn, không có cái nguyên vẹn, mà chỉ có cái giả tạm, có cái hư dối, chứ không phải là thiệt, mà cũng không phải là không ngơ. Đó, không phải thiệt có mà cũng không phải không ngơ. Như vậy thì trong cuộc sống hiện giờ của chúng ta biết rõ lẽ thật đó thì chúng ta sống rất là an lành, rất tự tại. Mình không thiệt nhưng mà hiện tạm có, cho nên phải làm cho mà có phương tiện sống. Nhưng mà làm có phương tiện sống thì mình được sống bình an. Thì giả sử như có cái gì nó trục trặc, nó khổ sở thì thân này nó bại hoại, mình cũng cười. Bởi duyên hợp thì duyên thiếu nó tan, có gì đâu mà sợ. Hợp được thì nó tan được, mà duyên hợp duyên tan, chứ mình có bị hợp bị tan không? Cái đó, điều này, cái điều tôi muốn nói hơi xa hơn một chút. Như vậy thì cái thân này là duyên hợp, là duyên tan, nhưng mà mình có tan không? Chắc là mình chưa tan. Chưa tan có hai trường hợp. Trường hợp thân này hoại, nhưng mà cái thần thức của mình nó không có hoại. Như tôi nói, cái bóng đèn cháy thì trong bóng đèn cháy đó nó có hai phần. Một là cái bóng đèn bằng hình thức, hai là cái điện, luồng điện ở trong nó chạy ra. Có đủ bóng đèn, có đủ điện thì nó mới cháy. Bây giờ cái bóng đèn hư, bể thì điện nó có hết không? Bóng đèn bể chỉ là tại bóng đèn đó không cháy, chứ luồng điện nó sẽ di chuyển sang chỗ khác tùy cái nhu cầu. Như vậy thì nó đâu có mất, luồng điện không mất, bóng đèn hư, điện không phải mất. Thân này chúng ta hoại mà thần thức không phải hết, mà nó đi đâu? Là đi theo nghiệp, nghiệp lành, nghiệp dữ của chúng ta tạo, nó sẽ dẫn chúng ta đi theo nghiệp lành, theo nghiệp dữ rồi chịu khổ nữa, chứ không có phải là hết. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy rằng chúng ta tu là cả một vấn đề hết sức là quan trọng. Mình biết tu là mình thấy được tột lẽ thật của con người, thấy tột lẽ thật của sự vật. Và mình biết tu cho nên mình chuẩn bị được cái hướng ngày mai ra đi
mình ra đi với tất cả những cái nghiệp lành, mình ra đi với một cái tương lai tốt đẹp chứ không có xấu xa. Thì như vậy đó là chúng ta biết rõ đạo lý để tu. Như vậy là tôi nói cái phần còn trong cái sinh diệt chứ không phải là không còn. Mà nói đây thì tôi nhớ kể lại cho quý Phật tử nghe, trong kinh A Hàm có một câu chuyện Phật dạy rằng hồi xưa có một ông trưởng giả giàu lắm, ông có tới 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất thì trung thành đáo để với ông, mà ông thèm món hàng tới, ông thèm nói tới tên. Mà vợ thứ hai thì ông nhắc nhở kha khá. Bà vợ thứ ba thì ông nhắc nhở liền miệng. Còn bà vợ thứ tư thì có mặt ông ở đâu thì có bà đó, không bao giờ rời nhau. Bây giờ ông đau nặng quá, ông sắp chết, ông kêu 4 bà lại: bây giờ tôi đau nặng sắp chết, có bà nào chịu chết theo tôi không? Đó. Cái bà thứ tư quảng quá mà lên tiếng trước, nó bình thường có mặt ông ở đâu là có tôi ở đó. Bây giờ ông sắp chết thì khi ông chết tôi sẽ đưa ông ra tới cửa. Rồi bà vợ thứ ba lên tiếng kế, vì thường ông nhắc bà nhiều quá cho nên bà nói rằng: bình thường ông nhắc nhở tôi liền miệng, nhưng bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới cổng. Rồi bà vợ thứ hai mở lên tiếng kế, nó bình thường ông cũng nhắc nhở tôi nhiều, nhưng bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới huyệt. Đó. Rồi tới bà vợ thứ nhất nói rằng: bình thường ông không ngó ngàng tới tôi, nhưng giờ ông chết tôi nguyện chết theo ông. Đó. Quý vị thấy ông trưởng giả bội bạc không? Rồi Phật hợp pháp, bà vợ thứ tư đó là Phật ví dụ là tiền bạc. Quý vị đi đâu trong túi có tiền không? Đi đâu cũng có nó, nhưng mà khi quý vị tắt thở rồi thì nó đưa tới đâu? Nó nằm trong tủ trong nhà chứ không ra khỏi nhà, phải không? Đó là bà vợ thứ tư, nghĩa là thân thiết không rời, nhưng khi chết thì nó nằm trong nhà, nó không ra khỏi nhà, nó đưa tới cửa thôi. Đó là bà vợ thứ tư. Bà vợ thứ ba là ví dụ cho đồ đạc tài sản. Ví dụ giờ trong nhà quý vị có chiếc xe máy, mà đi đâu quên khóa thì sao? Thì kêu trong nhà phải coi chừng xe máy này kia, nhắc nhở hoài, sợ quên, sợ mất, vì vậy mà nhắc nhở hoài. Nhưng mà khi chết rồi thì nó đưa tới đâu? Nó đưa tới cổng. Vì những thứ đó nó trong vòng rào chứ không ra khỏi rào, nó đưa tới cổng. Như vậy thì hai cái người thân thiết nhất là tiền bạc và của cải, thì người thì đưa tới cửa, người đưa tới cổng. Tức là từ giá mình sớm nhất là tiền bạc, từ giá mình kế đó là của cải. Rồi cái bà vợ thứ ba đó, thứ hai đó là Phật thí dụ cho chức tước danh vọng. Ai có thích chức tước danh vọng không? Cho nên nhắc cũng khá. Nhưng mà khi chết rồi sao? Thì đưa tới huyệt để sửa soạn, để cái hàng, cái quan tài xuống huyệt, thì để trên đọc điếu văn, kể công kể ơn, nói chức tước gì đó, phải không? Rồi cái hạ huyệt đó, cho nên đưa tới huyệt. Như vậy thì ba người, tiền của, tài sản, danh vọng đều chỉ đưa mình tới huyệt thôi. Còn bài vợ thứ nhất đó là Phật dụ là cái nghiệp của mình, nghiệp lành, nghiệp dữ theo mình như bóng với hình. Mình tới đâu nó theo tới đó,
không tách rời nhau. Mà quý vị có nhớ không, từ sáng tới chiều nhớ đến nay mình làm lành hay làm dữ không? Chắc không nhớ đâu. Nhớ có tiền hay không, cái này làm cái này ra tiền được bao nhiêu, cái này làm mua được cái gì, sắm được cái gì, phải không? Rồi bữa nay mình có lên chức hay không, vân vân. Nhớ về cái đó thôi. Nhớ tiền của, nhớ tiền bạc, nhớ của cải, nhớ danh vọng, mà không nhớ cái nghiệp mình làm. Mà cái nghiệp là cái trung thành nhất, mình đến đâu nó đến đó, lại bỏ quên. Có thương mình không? Như vậy thì cái sẽ dẫn mình đi, sẽ đưa mình tới khổ vui mà mình không màng tới nó. Vì vậy mà khi ra đi ít có được trọn vẹn tốt lắm. Mà cứ nghĩ tới tiền, nghĩ tới của cải, nghĩ tới danh vọng mà quên cái nghiệp mình đang làm là lành hay là dữ. Do đó cho nên rồi phải đi trong những cái được khổ. Hiểu vậy rồi thì quý vị mới thấy thân này hoại là duyên hợp nó hoại, nhưng mà cái thần thức của mình nó vẫn tích lũy cái nghiệp, nó mang theo, nó đi tới chỗ khác. Nói như vậy không phải tôi nói không có chứng cứ. Bây giờ nói riêng về chúng tôi, chúng tôi là cái người sinh ra cũng như tất cả quý vị vậy thôi. Mà tại sao người ta sinh ra người ta lo làm ăn giàu có, còn tại sao có người sinh ra lại lo đi tu? Sao vậy? Tại sao mà không chịu lo làm ăn giàu có mà lại lo đi tu? Thì đó là cái chủng nghiệp đời trước có duyên Phật pháp rồi, gieo duyên Phật pháp rồi, cho nên đời này ra cái tự nhiên nhớ, nhớ lại rồi thích, thích rồi tìm để đi tu. Còn người chưa có đủ duyên đó, dù cha mẹ biểu đi tu cũng đâu có chịu tu, phải không? Còn người có cái duyên đó sâu á, dù cha mẹ cấm không cho đi tu cũng trốn đi tu như thường. Thì như vậy mới thấy con người ra đời nó đã mang sẵn cái gì của quá khứ. Thì những cái đó mình đã mang sẵn, cho nên bây giờ ra cái mình tiếp tục. Như vậy thì rõ ràng cái quan trọng là đời này chúng ta làm, đời sau chúng ta còn tiếp tục, rồi nó dẫn chúng ta đi mãi mãi mà chúng ta không lo, cứ lo những cái hiện tại. Mà hiện tại là những cái nó bạc, bội bạc cho mình vô cùng, phải không? Cái bà vợ thứ tư quý vị thấy có đáng trách không? Bình thường thì khánh khích ông ở đâu bà ở đó, mà chết rồi cái này đưa tới cửa thôi à, không đưa đi đâu xa nữa. Đó. Như vậy thì quý vị thấy cái khánh khích như mình là cái bội bạc nhất. Vậy mà ít ai biết. Rồi tới là bà vợ thứ ba là của cải, mình cũng nhắc hoài, nhắc liền miệng. Mà tới ra đi thì nó ở trong nhà, ở trong vòng rào chứ không đưa mình tới đâu hết. Rồi tới bà vợ thứ hai cũng thích, cũng nhắc nhở, nhưng mà đưa tới huyệt rồi thôi, từ đó mình đi đâu mình đi nó không có theo, phải không? Chỉ có bà thứ nhất là cái bà trung thành tuyệt đối với mình mà mình lại quên. Thì như vậy thưa quý vị, quý vị có phải là ông trưởng giả đó không? Phải không? Phải. Như vậy thì quý vị là ông trưởng giả bội bạc, phải không? Bội bạc với cái người trung thành, rồi là đam mê cái người tạm bợ, phải không? Như vậy chúng ta trở về sau, từ đây trở về sau chúng ta phải nên sao? Nên làm ông trưởng giả sáng suốt. Ai trung thành với mình thì mình thương, và ai không trung thành với mình thì đừng thương nhiều, phải không? Thương nhiều với người trung thành, và ai không trung thành thì thương ít ít thôi, chứ đừng có đem hết khả năng sức lực dồn cho cái không có tình nghĩa đó, bội bạc đó, thì đó là uổng đi một đời. Như vậy thì tôi mới nói cho quý vị thấy rõ cái lý nhân duyên là như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái nhân duyên rồi thì biết rõ là cuộc đời
nó không có cái gì mà bảo đảm mãi mãi còn, không có cái gì bảo đảm luôn luôn là thật, mà nó luôn luôn là chuyển biến đổi dời, không có một cái nguyên vẹn. Hiểu đó thì chúng ta phải biết để mà cố gắng tu. Như vậy thì tu là cái gì? Là ứng dụng cái chúng ta biết để rồi thực hành. Nếu ứng dụng được thì đó gọi là tu được. Như vậy thì lý nhân duyên mà chúng tôi nói nãy giờ, quý vị nghe, quý vị có thấy chúng ta nên gieo cái duyên gì chưa? Cái duyên gì nên gieo, còn cái duyên gì mình không nên gieo? Nếu là duyên lành, là duyên tốt thì chúng ta ráng mà gieo. Mà gieo duyên lành, duyên tốt thì đời chúng ta được an ổn, được lành, được tốt. Còn nếu chúng ta gieo mà cái duyên không lành, không tốt thì đời chúng ta sẽ không bao giờ được an ổn, được tốt đẹp. Chúng ta gieo duyên lành, duyên tốt không những tốt đẹp ở đời này mà còn kéo dài được những đời sau. Như vậy, nhờ chúng ta có được cái giác ngộ biết các pháp nhân duyên sinh, mà nhân duyên sinh không thực, cho nên trong cuộc đời được mất, hơn thua, phải quấy, chúng ta không còn quan trọng. Chúng ta tự tại trước những cái thành cái bại, thì như vậy là chúng ta qua được mấy cái khổ nạn. Mà biết nhân duyên không thực, cho nên chúng ta không cố chấp để mà rồi tạo bao nhiêu cái tội lỗi, tạo bao nhiêu cái khổ đau. Đó là cái chỗ hết sức quan trọng. Còn nếu chúng ta biết rõ các cái sự vật ở giữa thế gian này không có một cái gì là sẵn có trước, mà đều là do đủ duyên mới hợp, thì đó là chúng ta không còn đắm mến, không còn đeo đuổi theo. Thì như vậy chúng ta không còn bị trói buộc, là chúng ta thấy khổ. Còn nếu xa hơn chút nữa, khi chúng ta biết các pháp do nhân duyên sinh không thật, không có cái sẵn thật, thì chúng ta dễ đi tới niết bàn. Tại sao? Bởi vì biết nó không thật, cho nên chúng ta không đắm nhiễm, không bị trói buộc. Không đắm nhiễm, không trói buộc là chúng ta giải thoát sanh tử, được niết bàn. Như vậy thì trên đường tu, cái lý nhân duyên hết sức là quan trọng. Bởi vậy cho nên đêm nào tụng kinh đều có bài Bát Nhã theo đó. Mà quý vị lâu nay chỉ sử dụng được văn tự Bát Nhã mà không sử dụng được cái chiếu kiến Bát Nhã, thì từ đây về sau quý vị tập soi xét năm quẩn này là không thiệt, để rồi quý vị đạt được cái công tạo cho mình một cái sức mạnh để vượt qua khỏi cái dòng sông, lên cái bờ chân thật là bờ niết bàn. Đó là cái điều thiết yếu. Như vậy thì trên đường tu, dù tại gia, dù xuất gia, với cái lý Bát Nhã hay là với cái lý nhân duyên, chúng ta không bao giờ dám quên, dám sao lãng, mà phải thấy cho rõ, thấy cho tường tận, ứng dụng cho được. Đó là chúng ta khéo tu. Mà khéo tu là chúng ta hết khổ. Như vậy mới gọi là giác ngộ rồi thì giải thoát mọi khổ đau. Chứ còn không chịu tu như vậy mà muốn hết khổ đau thì không bao giờ hết. Từ cái giác ngộ được lý nhân duyên, cho nên chúng ta không bị trói buộc bởi mọi cái hình thức giả tạm. Những hình thức giả tạm không bị trói buộc thì chúng ta mới thoát được cái dòng cương tỏa của phiền não, cái dòng cương tỏa của sân si. Như vậy cho nên chúng ta hết khổ, được giải thoát sinh tử. Như vậy thì quý vị chịu tu rõ ràng đúng theo lý nhân duyên không? Chịu không? Ít người chịu quá. Theo quý vị bây giờ
chừng bao nhiêu người chịu tu. Tôi thấy rằng tất cả quý vị đều nên tu, phải không? Tu là phải thấy, phải hiểu đúng như vậy thì đời của chúng ta hết sức là an lành, hết sức là tự tại. Như vậy giả sử ngày mai quý vị ra đường có ai vô tình hay cố ý mắng quý vị một câu nặng thì quý vị có giận không? Giận không? Thì nếu mà quý vị nhớ cái Bát Nhã hôm nay, Lý Nhân Duyên hôm nay, thì thân mình còn không thiệt, lời mắng nó thiệt đâu, phải không? Thân không thiệt, lời mắng không thiệt, giận làm gì cho khổ, cái mình hết giận liền. Như vậy là quý vị tu chưa tới chùa, chưa lại Phật mà đã tu rồi đó. Như vậy thì những người chọc tức cho mình, làm mình phiền, mình giận, đó là cái người thù của mình hay người ân của mình? Người thù hay người ân? Đó là người ân của mình đó. Thử coi mình tu được hay không, phải không? Mà nếu mà người chọc tức mà mình tu được rồi cái thì mau thành thánh lắm. Còn cái này chọc tức mình tu không được thì thôi mình tuột xuống. Như vậy thì quý vị muốn leo cây thang để lên tới đỉnh, tới chót thì phải ráng đi lên, chứ đừng để tuột xuống. Tuột xuống là cái họa, là cái khổ. Vì vậy mà hôm nay tôi có duyên nói chuyện, giải thích cho quý vị nghe về cái lý nhân duyên của Đạo Phật, để mong quý vị ứng dụng. Thì quý vị ráng hiểu, ứng dụng được thì đó là quý vị biết cứu mình, biết làm lành và biết làm người xung quanh bớt khổ. Còn nếu chúng ta cứ cố chấp như lâu nay thì cái khổ đời này rồi mãi những đời sau nữa. Vậy thì mong tất cả quý vị nghe, hiểu và ứng dụng, để rồi chúng ta đều gặp nhau những cái cảnh tốt hơn, đẹp hơn, an lành hơn, chứ đừng có gặp trong cái đau khổ. Đó là chỗ mong mỏi. Chúng ta mong tất cả quý vị cố gắng. Như vậy thì phần chúng tôi giảng tới đây là xong.